Vào sáng ngày 14 tháng 1, Tòa án cấp cao thành phố Hồ Chí Minh tiến hành mở phiên phúc thẩm bị cáo Văn Kính Dương, Vũ Hoàng Anh Ngọc, tức Ngọc Miêu cùng đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước. Từ sáng sớm, các bị cáo đã được đưa đến phiên tòa. Hiện tại, tinh thần của các bị cáo đều khá thoải mái, bình thản trò chuyện cùng với người thân. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm tuyên vào tháng 7 năm 2020, Hội đồng xét xử tuyên phạt Văn Kính Dương mức án tử hình, bị cáo Ngọc Miêu bị tuyên 16 năm tù và các bị cáo còn lại bị tuyên án từ chung thân đến tử hình. Mùng 5 mà. Dạ. Mùng 5 mà. Bố gửi tiền 2 lần đi ạ.